Tất cả các bác nhá, chiều nay là ngày 29 tháng 3, hôm nay em lên thanh lý cho bác cái lô đồng hồ bác nhé, toàn đồng hồ VIP thôi. Để các bác ưng em nào thì nhanh cho liên hệ ạ. Số điện thoại là 0383 440 440. Đây con đầu tiên thì các bác con này, nó cực phẩm của cực phẩm luôn. Đây, một em đình đám phun đá bác nhé. Đấy. Đấy à. Đây là một em phanh Müller bác nha. Cơ automatic tự động bác nhé. Con này được phun hết cả đá luôn này. Phanh Müller máy Thụy Sĩ bác nha. Con này không phải máy Nhật đâu, là con máy Thụy đấy ạ. À. Có chơi con này xứng đáng đồng tiền bác ạ. Sướng lắm, sướng cực kỳ sướng luôn. Đẹp không? Chất lử. Đấy, một em phanh Müller các bác nhé. Cơ automatic. Con này là máy Thụy Sĩ nhá, không phải là máy Nhật đâu. Hàng này các bác mua mới giờ nó phải rơi tầm cỡ năm bốn mấy năm chục triệu. Không rẻ đâu ạ. Size của em nó là size 2841 này. Giá 14 triệu. Em chưa lưới con này bao tiền ta. Cắt lỗ phát này, cắt lỗ cái này vào nhá. Mã X1 này, size của nó là 2841 này. Này là 14 triệu, hôm nay em để bác này giá này 10 triệu 500. Được chưa? Đấy, một con phanh Müller máy Thụy Sĩ mà nha, 10 triệu 500. Đấy. Mã X1 này, được chưa? X1 này size của nó là 2841, giá 10 triệu 500. Đây một em nữ bác nhá, con này còn là phanh Müller nhưng con này máy pin bác nhá. Con này của nữ này ạ. Em lấy một cặp ở đây này. Đấy, em này máy pin nhá. Cũng là phanh Müller này, máy Thụy Sĩ, nhưng con này máy pin không phải máy cơ đâu nhá. Phun đá. Đấy mà nữ nó đèo này, con này quá xuất sắc rồi. Phanh Müller size nó bao nhiêu đây? Size 41 quá. Em đo lại chính xác nhé. Size của em nó là size 32 này. Con này size 3241 đúng không nhỉ? Mã con này là mã SC1 này, size của nó là 32-41 này. Bao lớn này em để bác cái giá mọi giá bao nhiêu đây rồi? Hôm trước con này em để bác cái giá là 5,2 triệu đúng không ạ? Đúng không ạ? Nay em để bác con này giá 5 triệu. Vì con này hôm trước em về là 6 triệu mấy bác nhá. Hôm trước em về 6 triệu này, em xả con 5,2 này, hôm nay em để bác giá 5 triệu nhá. SC1 size của nó 3241 giá 5 triệu. Tiếp tục em lên cho bác một con Rolex máy Nhật. Đây các bác. Đẹp mê man nhỉ. Một em
lệnh bánh nhật này, khóa này, sướng một tiền bát gạo. Đẹp chấm hết luôn này. Size của em nó là size 40. Con này là 2,5 triệu. Con này là mã SC2. Size 40 này, 2,5 triệu bác lấy con này, em để bác cái giá là 2,2 triệu nhé. 2,2 triệu ạ, mà thanh lý sập sàn cho bác luôn đấy. SC2 này, size 40 giá 2,2 triệu. Lên bác một con long zin luôn. Bản này đẹp chấm hết luôn các bác nhá. Liền xoay này, con này có cả liền xoay luôn này. Đấy. Một ô của lịch góc 3 giờ. Thép 316 các bác nhá, không han không dỉ không xuống màu. Vàng này, vàng đờ mi này đẹp lắm các bác nhá. Ủa quá chất không? Đây. Cực kỳ đẹp mà nha. Đây, đây là em long zin. Cơ automatic mà nha. Con này là máy Nhật không phải là máy Thụy đâu ạ. Đấy, một ô của lịch góc 3 giờ. Quá là đẹp. Giá nó là 2,8 triệu này, size 40. Mã SC3. SC3 size 40 này. Con này giá của nó là giá yêu thương 2,8 triệu này. 2,8 triệu này em để ra cái giá giật mình luôn này. 2,8 triệu em để bác cái giá là 2,2 triệu các bác nhé, 2,2 triệu luôn. Đẹp quá. Để này bác cái giá giật mình luôn bác nhé. Đấy, SC3 size 40 giá 2,2 triệu. Con long zin nhé. Là chơi lớn bác con này, con du lịch máy Thụy nhá. Này xả bánh nóc bác con này luôn này. Ui trời, đây là một em Rolex nhá, máy Thụy Sĩ nhá. Đấy, vàng là vàng thật 100% nhá, vàng hồng đây ạ. Đẹp trên cả tuyệt vời luôn. Một em Rolex, con này vàng đẹp cực kỳ, nước vàng hồng của nó rất là đẹp đó nhá. Vàng thật 100% đó nhá, không phải là vàng nước vàng vớ vẩn đâu ạ. Chẳng qua nó là mạ vàng không phải là vàng đúc bác nhá. Thật ra nó giải rẻ bao tiền này. Nếu bác chơi con này hàng chính hãng mà cái bản mà vàng khối thì đắt tiền lắm nhá. Đây là vàng bằng mạ thôi. Máy Thụy Sĩ nhá, bác là máy chuẩn Thụy Sĩ luôn đấy. Size 40 hôm trước em để bác bao nhiêu đây, giá nó là 10 mấy triệu đây, 11,2 triệu, 14 triệu này. Em chưa lớn bác này luôn nha. Còn đây là mã
FC4 này. Size của nó là size 40 này. Bao lấy con này em để ba cái giá là 8 triệu 8 nhé. 8 triệu 8 con này. Mã FC4 size 40 giá 8 triệu 8. Một con Rolex Mỹ Thụy. Lên vào một con Senko này. Đây là một con Senko nhé. Mê màn. Đấy, một con Senko đẹp xuất sắc luôn nha. Máy chất chưa? Khiếp nào mà. Tuổi bác nào đeo được hết, thanh niên đeo được, người trung tuổi đeo được. Một em Senko. Cái này trước 2 triệu 6 đúng không? Sao 40 đâu nhé. 2 triệu 6. Đây là mã FC5 size 40 này, giá là 2 triệu 6. Hôm nay em để bác này với giá là 2 triệu 3 bác nhé, 2 triệu 3 luôn đi. S5 này size 40 này giá 2 triệu 3 nhé. Tiếp tục lên cho bác một con Longines, bản này bản siêu đẹp luôn. Đây, kim rốn nó chạy bác nhé, đây, kim nó chạy là kim rốn nhé. Đẹp thật sự bác này, đẹp dã man luôn. Chạy 2,5 kim nhé. Bóng dính rồi. Đây, máy này, có nhìn máy này, chất chưa? Lên tay này các bác. Chỉ có phê được không? Đẹp ngất ngây này. Longines bản độc lạ luôn này. Đẹp mê man luôn các bạn ạ. Size này size 39. Mã là S7. Size 39 này. 2 triệu 6. Bác lấy con này em để bác cái giá là 2 triệu 3 các bác nhé. 2 triệu 3 luôn. Nha. Mã S7 này. Size 39 giá 2 triệu 3. Đây lên bác con Đức này. Con đồng hồ chính hãng Đức này, đu pha này. Con cuối cùng này, lên nốt cho các bác này. Đây có nhiều kim này, kim nhắn nó chạy không nhá. Đấy, kim dây chạy này ạ. Đây là một em đu pha này, hàng chính hãng của Đức bác nhá. Quá là xịn sò luôn. Đu pha hàng chính hãng của Đức. Em này nó là size 41. Mã là S8. Size 41 này, hôm nay em chơi lớn bác này luôn nhá. Bao lớn này em để bác cái giá là 4 triệu 8. Một con S8 này. Size 41 này giá 4 triệu 8. Đồ chính hãng Đức nhá. S8 size 41 thì giá 4,8.
tiếp tục lên cho bác một con này đi. Một em Hublot máy Nhật nhá, Hublot máy Nhật này, niền đính đá nhá. Đây là em Hublot nhá, máy Nhật này. Quá hết cực đẹp. Đẹp long lanh. Em này của nó size 40-42. Con này size 40-42 giá 2,6 này. Con này mã S9. Size 40-42 này. 2,6 bác là lớn này, em để bác cái giá là 2,2 nhé, 2,2. Mã S9 này, size của nó là 40-42 này, giá 2,2. Đây là con này đi, con Bulova đi, máy Nhật tiếp. Một em Bulova nhá, máy Nhật này, máy 21 chân kính nhá. Máy rất là đẹp không nhỉ nào. Đấy. Em này nó size to nhá, size của nó 41 cơ. Đây là mã S10. Size 41 này. Đấy, bảo lấy con này em để ra cái giá là 1,3 nhé, 1,3 con này. Đấy, mã S10 này. Size 41 này, giá 1,3. Đó, video này em sẽ tạm dừng bác nhá. Các bác ưng em nào thì em sẽ trả các bác nhé.